sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026 để phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và một số nội dung quan trọng khác. Tham dự và chủ trì kỳ họp có ông Phan Thế Định, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Huế. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã tập trung thảo luận, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực đạt được của thành phố trong thời gian qua, đồng thời cùng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua 4 nghị quyết về phê duyệt chủ trương, điều chỉnh phê duyệt chủ trương các dự án đảm bảo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, gồm phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp An Hòa giai đoạn 10, đợt 1, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Cư Chánh 2, xã Thủy Bằng, thành phố Huế, trường tiểu học số 1 An Đông giai đoạn 1, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phục vụ chỉnh trang di tích Hồ Quyền, Voi Rẽ, phường Phần Đúc và phường Thủy Biều, thành phố Huế. Đồng thời, thông qua nghị quyết, giải thể phòng y tế thành phố và chuyển giao chức năng quản lý nhà nước lĩnh vực y tế về văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Huế. Nghị quyết miễn nhiệm ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Các dự án được phê duyệt lần này sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng đô thị, trường học, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa bàn phát triển.